cùng với sự thành công chung của cả nước cũng như là tỉnh Hưng Yên về các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là phát triển kinh tế, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn trong tương lai của tỉnh Hưng Yên, chúng ta không thể không nhắc đến là vai trò của lực lượng thông tin truyền thông của tỉnh nhà, mà trong đó nòng cốt thì có thể nói là Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên của chúng ta, trong việc tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có thể nói là các đồng chí đã làm rất tốt nhiệm vụ này trong những năm qua, đặc biệt là năm 2023. Và các đồng chí đã bám sát hơi thở cuộc sống, nhiệm vụ chính trị của địa phương để phản ánh một cách hết sức là nhanh, có chất lượng và trung thực những kết quả thành tựu đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, không vì lợi ích cá nhân của phóng viên hay là của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên, mà mình vì cái chung. Cho nên là mình cũng sẵn sàng vào cuộc để đưa những cái tin bài có mang tính chất xây dựng như vậy, thì tôi ghi nhận và đánh giá rất cao sự nỗ lực cố gắng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới đây. Rất mong các đồng chí phát huy những kết quả đã đạt được để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và góp phần tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên.